đã Z-Rex rồi. Có vẻ là hơi lag thì thôi. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học Angular 13.NET Core API về SQL Server 2022. Thì đây sẽ là bài thứ 4 trong chuỗi học đăng nhập trong Angular và cũng là bài cuối cùng trong khóa học Angular 13 này. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào luôn thôi, không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Và trước thì chúng ta đã gọi service thành công từ Angular và trả ra giá trị là 1 nếu như đăng nhập thành công. Chúng ta đang gắn cứng giá trị đăng nhập là admin và mật khẩu là admin. Và này thì chúng ta sẽ cùng cấu tạo cho form đăng nhập và xử lý hàm đăng nhập. Nếu mà đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ chuyển đến trang món ăn hoặc là trang thực đơn, chúng ta sẽ chuyển sang trang món ăn. Còn nếu không thì sẽ thông báo đăng nhập thất bại. Ok, chúng ta xem. Copy code ở trang thêm sửa thực đơn .common.html. Chúng ta sẽ copy row ở đây để sang trang người dùng .common. Chúng ta sẽ đổi ở đây sẽ là tên đăng nhập này. Và dưới file TF của chúng ta sẽ thêm hai biến mới. Tên đăng nhập kiểu là any, mật khẩu kiểu cũng là any. Rồi ở đây chúng ta sẽ thay chỗ này bằng mật khẩu. Chúng ta sẽ cùng quay lại kiểm tra đã có hai ô nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Chúng ta sẽ đổi tiêu đề ở đây. Ok, chúng ta sẽ cho đống này vào một div có class là container. Chúng ta sẽ cho đống này vào bên trong. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ copy button sang. Đây, button của chúng ta. Viết lại vào đây. Click của chúng ta sẽ là gọi hàm đăng nhập. Đây, hàm ra đây. Và chúng ta sẽ bỏ ngif đi. Chúng ta không còn so sánh, chúng ta cũng bỏ icon đi, đặt tên cho button là button đăng nhập. Ok, tôi sẽ thêm một row nữa. Cho button của chúng ta vào row đấy. Ở chỗ label này đi. Ok, chúng ta cũng bỏ chữ này đi. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây rồi, trông hơi xấu xí một xíu. Các bạn có thời gian hãy tinh chỉnh lại CSS để cho giao diện đẹp hơn nhé. Chúng ta sẽ
không đi sâu vào giao diện chỗ này nữa. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh sửa code ở file TypeScript. Chúng ta sẽ không gọi luôn đăng nhập khi load trang. Chúng ta sẽ gọi khi người dùng ấn nút click ở đây. Ok. Chúng ta gọi service đăng nhập. Trước khi gọi service đăng nhập thì chúng ta phải truyền biến tên đăng nhập và mật khẩu vào đối tượng người dùng. Người dùng chấm tên đăng nhập bằng zip chấm tên đăng nhập tương tự với mật khẩu chấm người dùng chấm mật khẩu bằng zip chấm mật khẩu. Sau đấy chúng ta sẽ gọi service và trả dữ liệu về biến table, và nếu biến table read chấm table chấm table ở dòng một luôn column 1 tên của cột là column 1 bằng 1 tức là đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ chuyển sang trang mới Windows chấm href này chúng ta sẽ cùng tra Google xem JS redirect JS Windows chấm location chấm href. Ok. À, chúng ta sẽ paste đường dẫn đến trang món ăn ở đây. Còn nếu đăng nhập không thành công, column 1 khác 1 thì sẽ alert lên. Đăng nhập thất bại. Ok. Chúng ta sẽ cùng test thử. Của chúng ta sẽ nhập đúng trước này, admin admin đăng nhập có vẻ có gì đấy không đúng ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng debug F12 di chuyển đến trang đăng nhập của chúng ta nhé. Nếu bạn không thấy thì hãy mở trong webpage này, suộc này, app này, người dùng này, người dùng .common.ts nhé. Chúng ta sẽ đặt debug ở trong hàm đăng nhập. Chúng ta sẽ cùng nhấn đăng nhập. Đây, đã dừng lại ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhấn F10 để sang câu lệnh tiếp theo. Các câu lệnh của chúng ta hoạt động trơn tru không có vấn đề gì. Nhưng bạn có nhìn thấy chỗ này không? Tôi đang để một số bằng, tức là tôi đang gán luôn giá trị cho biến table column 1 này. Chúng ta cần sửa lại code sẽ là bằng bằng để so sánh. Ctrl S để lưu code và chúng ta sẽ thực hiện lại. Chúng ta sẽ tắt debug đi. Đấy, nó sẽ ăn luôn đấy. Chúng ta sẽ cùng test lại. Đăng nhập
admin à, admin đăng nhập trả về một nhưng không redirect tiếp. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra code lần tiếp theo. Không hiểu tại sao lại không redirect. Chúng ta sẽ thử xóa đoạn code này đi. Comment lại. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại. Đăng nhập. Quên, admin. Admin. Đăng nhập. Đăng nhập này. Đang có lỗi ở đâu? Hình như chúng ta đã không thấy lỗi ở đâu cả. Đó, đã redirect rồi. Nó hơi lag thì thôi, nhưng đã redirect rồi. Chúng ta sẽ cùng test về trường hợp sai. Trước khi đi sang bị cái cây sai thì chúng ta sẽ đổi input của chúng ta một chút. Input chúng ta tai bằng password. Như vậy thì các ký tự password của chúng ta sẽ không hiện ra và chúng ta sẽ và đảm bảo bảo mật hơn. Đây chúng ta sẽ nhập sai này, admin 1 và ở dưới chúng ta sẽ nhập lung tung luôn. Đăng nhập. Đăng nhập. Đăng nhập thất bại. Như vậy là chúng ta đã làm xong chức năng đăng nhập. Và đây cũng là bài cuối của khóa học Angular 13 này. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh của mình. Mình sẽ sớm ra những video bài học mới tiếp theo ở tuần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.